Nè, chơi nằm không có nghiêng người nha, đập mặt rồi gãy xuống hỏi nha. Đi vòng nữa đi. Rồi, mấy gái này cháu vui làm đi thay đồ bơi. Vùng riêng không tắm với hồ bơi nha. Rồi, ra ngoài luôn cháu ơi. Được xong ra ngay đi, người ta đạp trúng mình. Quá đẹp các ơi. Rồi, làm lại vòng mới, làm lại vòng mới. Nóng lắm. Làm lại vòng mới, chút xíu hết nóng. Tại vì con đi đầu tiên mà. Con đi được. À. Đi ra đi, ra đi. Rồi, tới đi ra ngoài luôn. Em nấu rồi. Déo chân gì nè. Cái gian ra, gian nó bán vô thành. Gian bán vô thành đó. Lúc mà đi xuống thì... Đó, đúng rồi, lần này nhớ thế, không phải lấy dây cộng chứ là. Rồi, rút kinh nghiệm, không sao. Đi đi, đi nữa. Bình thường. Quê coi không có chưa kìa, chụp không tắp. Xích ra đây mình coi nè, coi mấy đỏ nè. Đó, mấy anh mấy chị nè. Không có sao đâu con, không có sao đâu. Cái đó bình thường hồi đó em lông em khan bị rồi. Sao vậy? Sao hả? Còn không có đúng kỹ thuật đó, vậy là nó bị chày xước là phải rồi. Buông chân ra thì nó đụng vô cái máng thì nó phải chày rồi. Làm cái nào phải đúng kỹ thuật hết trơn á. Không em chưa. Lên nữa đi, lên nữa đi, lên trên đó đi. Lên đi. Cho nó hết đầu cái nè. Ừ, tự hết rồi, con có làm gì được đâu. Bơi nước nó làm tua nữa rồi Khang. Làm tua nước rồi. Hả? Ngồi chỗ mát nè. Lại chỗ mát ngồi nè. Ai biết ngồi chỗ nắng làm chi? Nó tụt đầu tiên là nóng quá. À đúng rồi. Nước cái máng cái vừa kịp nguội nữa. Tại vì con tuột không đúng kỹ thuật. Con tuột á.
kẹp kẹp cái chân lại, hai cái tay khép để lên đầu. Nó cười con đó, thấy không? Mày cười đâu mày? Là đứng kế bên coi được, nó sao đâu. Nó chưa chịu. Đâu?